Cocktail hả? Yeah. Soda nước chanh, soda nước chanh. Xin chào. Xin chào. Chào. Trời hôm nay nóng quá, làm ơn cho xin thực đơn. Ok. Cảm ơn nhé. Tôi muốn một ly nước chanh. Cái này hay cái này ạ? Cái này. Ok. Một nước chanh. Ok. Chúng ta cần nước đá. Ok. Mẹ muốn uống nữa. Chúng ta cần có dưa hấu. Xin chào. Xin chào. Hôm nay nóng quá. Ok. Anh cần đá, được thôi. Cảm ơn nhé. Cái này của mẹ. Mẹ muốn uống thêm. Thêm nữa hả mẹ? Ok. Cho một ly nước dừa đi. Chúng ta cần có dừa. Cảm ơn nhé. Tuyệt quá. Mẹ muốn uống nữa. Sữa chuối lắc nhé. Chúng ta cần có chuối, sữa và đồ lắc. Xin chào. Có cần sữa. Okay. Wow, cảm ơn nha. Mẹ muốn uống thêm. Hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi. Chỉ có nước lọc thôi.